Hello, em trai Phạm Hoàn bên tượng gỗ Sửa Ngân Hồng. Xin gửi lời chào toàn thể anh chị và các bác đang có mặt trong video ngày hôm nay. Và đến với video ngày hôm nay thì em trai mong muốn được giới thiệu với toàn thể anh chị đó là bốn siêu phẩm ngài Phật Di Lặc với size đứng và size ngồi được bên em chế tác trên chất liệu gỗ nu ngọc am quý hiếm. Và chúc mừng anh chị và các bác đang được nhìn ngắm tác phẩm bên em mới hoàn thiện xong đây. Một tác phẩm siêu to khổng lồ và đục nghiền khối và tứ diện luôn anh chị ạ. Tổng chiều cao tác phẩm lên tới là 75, chiều ngang là 48, chiều ngang là 68 và chiều sâu hay còn gọi là độ dày của tác phẩm lên tới là 40 anh chị ạ. Với mức giá giao lưu chỉ là 55 triệu đồng thôi và bên em đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Khi mà em đứng cạnh tác phẩm thì sẽ cảm nhận và cũng như là ngửi thấy một cái mùi hương thơm ngọt ngào của dòng gỗ ngọc am lan tỏa rất là tuyệt vời. Đấy, và hình tượng của ngài Phật Di Lặc đang với dáng thế ngồi ung dung an nhiên và tự tại trên một bao tiền vàng rất là to. Và tác phẩm bên em đục ngũ phúc 5 em nhỏ tiểu đồng đại diện cho phúc lộc thọ khang ninh, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10 đang lô đùa xung quanh ngài Phật Di Lặc, mong muốn là con đàn cháu đống và ấm no hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất phải kể đến đó là thần thái diện mạo của ngài Phật Di Lặc đây, từ cặp chân mày này tới ánh mắt và cũng như là khuôn miệng của ngài thôi, vô cùng là phúc hậu. Ngài đang nở nụ cười vui vẻ và cũng như là hoan hỉ, và từng chuỗi vòng tràng hạt là bên em đục kênh hẳn ra đấy, tròn đều. Chiếc khánh thì bên em cũng đã gắn thêm một viên ngọc đây, tạo lên cho một tác phẩm thêm độc đáo và sang trọng hơn rất là nhiều. Những em nhỏ tiểu đồng thì vô cùng là tinh nghịch này đấy, đặc biệt hơn nữa em nhỏ tiểu đồng này còn đang mặc một cái chiếc quần hở cả mông rồi nhé các nhá, đấy trễ quần này hở cả mông rồi, rất đẹp. Những cái tràng pháo này, những phần dây tơ giải nụa này và phần miệng bao tiền vàng nữa. Tác phẩm thì có tổng chiều cao lên tới là 75, chiều ngang 68 và chiều sâu là 40. 55 triệu đồng cho một siêu cực phẩm to đẹp sắc nét tỉ mỉ như này. Em mà đứng sau tác phẩm thì anh chị và các bác cân đối là không ăn thua gì với tác phẩm đúng không ạ? Bởi vì rất to các nhá, rất to. Anh chị nào mà đang thực sự thiện chí quan tâm tới mẫu tác phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp qua cho bên em 0789 336 318 hoặc 0966 336 318 kết bạn Zalo để em trai gửi hình ảnh chi tiết và cũng như là tư vấn cụ thể hơn. Và đây đó là một tác phẩm mang mã số 01 trong 4 tác phẩm mà em trai mong muốn được giới thiệu. Và kế tiếp anh chị và các bác cùng đi theo chân em trai để cùng được chiêm ngưỡng và nhìn ngắm những mẫu tác phẩm kế tiếp anh chị nhá. Và đây là không gian bên em này, rất là nhiều những mẫu tác phẩm em đang kê ở trên đôn và cũng như là những tác phẩm ở phía bên dưới nữa. Và em cũng đã chuẩn bị kê 3 tác phẩm lên chiếc đôn này rồi. 2 mẫu tác phẩm ngồi và 1 mẫu tác phẩm đứng và 1 mẫu tác phẩm thì vô cùng là độc đáo. Thì một lát em trai sẽ giới thiệu anh chị nhá. Và đây, đến mẫu tác phẩm mang mã số 02 trong video ngày hôm nay thì bức này là với size để bàn anh chị ạ. Có chiều cao là 35, chiều ngang 28 và chiều sâu là 26. 7,9 triệu, một con số thần tài lớn. Đấy, cho anh chị và các bác có thể sở hữu tác phẩm. Bức này thì bên em đục nhất phúc với dáng thế ngồi của ngài Phật Di Lặc đây, cũng là trên phôi gỗ ngọc am. Và ở mẫu tác phẩm này ngài đang ngồi trên một bầu hồ lô nhá. Đấy, một cái bầu hồ lô. Đấy, trong đây thì không biết là có tiền tài của cải gì không, hay là có cái gì đặc biệt không thì hiện tại em chưa biết được. Khi mà về đến tay toàn thể anh chị, các chị hữu duyên thì không biết là trong này có tác dụng gì không anh chị nhá. Cao 35, ngang 28 và chiều sâu là 26. 7,9 triệu đồng và em bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Và tiếp tục sang mẫu tác phẩm mang mã số 03 anh chị nhá. 03, tác phẩm này của bên em thì có chiều cao lên tới 80, chiều ngang là 40 và chiều sâu là 23, rất là dày dặn. Mỗi tác phẩm này là ngài Phật Di Lặc với dáng thế đứng bao tiền vàng. Bức này mà để đôn kẹp cạnh bàn uống nước thì em nghĩ rằng hết ý luôn đấy ạ. Bởi vì dáng của ngài đứng bắc cành đào thôi cũng đã đủ duyên dáng rồi và rất là đẹp. Với mức giá giao lưu cho tác phẩm này là 43 triệu đồng và bên em đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Nhìn ngắm trong chất gỗ này, phôi gỗ thẫm dầu, nhìn chất nu cám kít này. Đấy, dày nu nhá, dày nu và những chuỗi vòng tràng hạt đây và có cả linh vật nghê nữa. Cao lên tới là 80, chiều ngang là 40 và chiều sâu là 23. 43 triệu đồng là anh chị đã sở hữu tác phẩm này rồi. Và những mẫu tác phẩm này là bên em đều đục tứ diện hết. Đấy, bởi vì tác phẩm hơi nặng cho nên là em có thể di chuyển ra phía sau. Vậy nên anh chị nào mà quan tâm thì có thể kết nối trực tiếp qua cho em để em có thể gửi thêm những hình ảnh chi tiết nhá. Và sang mẫu tác phẩm mang mã số 04 và cũng như là một mẫu tác phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay đây. Anh chị có thể đặt tên cho em tác phẩm này được không ạ? Hiện tại thì em cũng
Không nhớ là tác phẩm này có tên gọi là gì. Hiện tại thì em chỉ gọi là tác phẩm mang tên gọi là Ngài Phật Di Lặc, và cũng như là Ngài Thần Tài quy tụ ở một tác phẩm thôi, đều là mang lại niềm vui may mắn và tài lộc anh chị ạ. Tác phẩm này cũng được chế tác trên phôi gỗ Ngọc Am, một phôi gỗ rất là thơm, cao 52, ngang 45 và chiều sâu là 26, và với mức giá giao lưu chỉ có 23 triệu đồng. Và 23 triệu đồng là anh chị và các bác đã sở hữu được một mẫu tác phẩm đẹp tuyệt vời như thế này rồi anh chị nhá. Đấy, linh vật thiềm thừ, những em nhỏ tiểu đồng và Ngài Phật Di Lặc với dáng thế đứng đây. Trên tay thì đang cầm một bát vàng anh chị nhá. Đấy, và có cả cầm một cây liếm linh chi. Đấy, và vừa rồi thì em trai Phạm Hoàn bên tượng gỗ Sưởng Hồng đã giới thiệu với toàn thể anh chị đó là bốn cực phẩm trên phôi gỗ Nu Ngọc Am. Thì anh chị nào mà quan tâm một trong bốn mẫu tác phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp qua cho bên em 0789 336 318 hoặc 0966 336 318 anh chị nhá. Xin chào ạ.